xin chào cả nhà. Chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của anh Hải Ca nha. Lại là tiếp tục em còn máy quay đây. Mới nãy em đi ngăn hông nhà, em thấy Tiếu với anh Hai đang mò mò sửa cái gì đó em cũng không biết nữa. Em có suy nghĩ ra màn trôn này để cho anh Tiếu với anh Hai nha. Cả nhà không tiếc có phần này của em như thế nào nha. À cả nhà ơi, chỉ còn vài tuần nữa thôi đã tới Tết rồi. Cả nhà muốn có làn da trắng để ăn Tết thì cả nhà cứ liên hệ với bé Yến nha. Cả nhà đừng có để cận kề Tết quá, dưỡng da không có kịp trắng để mình ăn Tết đâu. Bé Yến có lặt xưởng và mặt ong để phục vụ bà con mình trong ngày Tết nha. Bắt đầu vô màn trôn này luôn cả nhà ơi, let's go. Cái máy giặt ra đây coi nó hư cái gì nữa vậy? Chết mà nè. Cái gì vậy, cái gì này? Máy giặt hư thì điện thở sửa đó trời. Hai cha con mày không biết sửa hả? Được rồi. Coi nó bị kẹt cái gì? Kẹt cái gì? Dốt còn hơn là me nữa mà. Còn máy giặt hồi hôm ấy là sửa được ha? Chừng là sửa không được gì chứ. Nhưng mà này bây giờ nó còn nguyên cái này nè, để cha con nó sửa một cái là dồn vô cái bao luôn. Thiên cái trời á, nặng chết nước hoài. Dài tráng thì mà nó yếu, yếu ơi là yếu. Sửa sao? Nó hư gì? Cũ quá, nó hư rồi thì bán cho mẹ ơi. Mày cục gì? Cái nó bị vướng nồi giống á. Mâm lửa hả? Mâm lửa, mâm lửa. Nó hư gì? Hư quay á hả? Nó không sấy á hả? Sấy gì đó không? Trời ơi. Một cái máy mới vậy mẹ ơi. Cái máy gì? Cái gì để chi vậy? Để cho bụi sao vậy, bắt sao vậy? Bởi nó kêu đem ra chùi. Để chứ không biết mà nó còn dính với ai đâu mà. Ủa nó rắc chữ rồi. Ôi. Nó đèn dữ rồi. Đi ngay rửa giặt cái này đi. Rồi rồi cha con mày coi cái gì đó. Rồi con nảy lên nước luôn. Leo điện anh hai. Điện làm gì? Diễn thử. Dạ. Sao mà nó tàn dữ vậy? Ở trong đó sao trời? Hèn chi giặt đồ với heo. Nhưng mà ôi, nguyên một bè luôn rồi. Giặt đi. Muốn một không? Nè, cái này đâu một miếng nào đâu. Gắt luôn rồi. Gắt luôn rồi. Trời ơi. Ê. Tôi dơ hèm vậy mẹ. Máy giặt mà không dơ. Máy giặt của mẹ thúi quá. Bỏ cái này vô nè cho nó thơm. Không có tiền mua đâu. Hư giờ không điện nè. Không có tiền mua đó. Bây giờ tôi biết chùi này phải không? Ông chùi vòng vòng đây đi. Nó hư rồi. Máy giặt gì á? Máy giặt cái máy là gì? Ghi mẫu điện vô cho. Chi vậy? Tôi đi chùi nè. Thà rồi vô. Ôi. Cái gì vậy? Ôi. Thích hầu quá. Mày biết. Điện quá, tôi điện nó đụng quá. Tao điện người, tao điện không đỡ nè. Mở cái đèn. Rồi ấm rồi nè. Rồi làm gì nữa? Tao kêu lấy nồi. Gì mà nhá 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 hoài vậy ông? Cái đèn. Nút áo, nút quần gì nữa. Đặt gì thú quá tao. Hả? Ai? Con thấy người ta trên mạng người ta máy giặt là người ta hay có tiền không á. Có tiền rồi. Giặt này có bạn. Ý là giặt. Rồi giặt nó rẻ đây nhúng nước cho người lao. Trời ơi, tiền không có bỏ ốp nữa rồi có đâu. Nó cái gì? Có trời. Ôi trời ơi. Hết hồn mẹ cái gì nó vậy? Sập nhà. Bảo thì gì sập nhà tới nữa. Gió. Rồi đã xài ấy điện không mà gờ hư của bả bây giờ. Điện trời. Chùi đi rồi lắp cho chùi cái này. Chấp hoài vậy? Đi chạm điện rồi. Mẹ cái này cái nút điện tử người ta mày đi chùi. Chùi nó hư á. Đừng có chùi cái này. Chùi cái trong rồi chùi. Từ. Điện thoại thử đi mẹ ơi. Cái gì vậy? Cái thở mấy này mày mua chắc 1 triệu quá. Mua lâu lắm rồi. Giờ bán 1 triệu anh mua. Dơ quá trời. Trời ơi. Trời ơi. Chị con đó. Hậu bên dưới á. Đã đang sửa điện mà. Thôi kêu Hậu sửa đó bà ơi. Chùi sạch sẽ đi. Sửa điện mà. Cái máy giặt cũng cái gì
ngủ đi mà ở liên giật. Trời ơi, dân dân thì dân dân điện không mà. Đi ra đi, đứng nhà phá phá không à. Vô ghi. Còn lấy nước đó. Để đi game điện ra. Dạ. Ai đụng vô thử coi nó có mở nắp ra không. Thì thường là mấy dặn nó hay có tiền trong chổng á. Mà co dễ gì sao thoát với mẹ. Ê dành nó mẹ. Đúng rồi. Mẹ. Không có chữ hàng là biết cũng liệu hơn với nó nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhát còn hơn thỏ đâu phụ ba. Sao tiền đây được ta. Không có tiền. Sao quá được. Chịp mày nha. Báo là về báo hoài mày. Rồi chưa? Rồi, cũng rồi. Rồi, kêu bà giờ tới cho chai vô luôn. Chuỗi này ngay. Chuỗi thích mấy dặn nào mua mẹ. Mà cái này dục đi, cắt đường đâu đựng được đâu mà. Mua bà cái thao cho hết. Cái thao thì đồ ai nó giặt vậy đi. Rồi, cái tủ này lúc mà. Mấy dặn này mày xài như năm rồi. Cái tủ cái này lúc anh hai còn học nữa. Cái này lúc anh hai đi học cái giờ là. Rồi, lúc mình mới thành phố học á. Được chưa? Được chưa? Bỏ vừa vừa đổ quá rồi nó ướt con kia bị giật cái mẹ luôn á nha. Dạ con giật tay không cái này con đâu biết đâu. Được chưa ta? Cái quần đó. Cắm vô thôi. Cái quần mới vậy. Bỏ sao hư rồi. Chưa bấm chưa ấy nè. Thôi ghim đi tay ướt không à. Thôi ghim đi. Để con ghim ra nè. Quý nhỏ. Mày nhát răng hả mày? Bấm lúc nào? Còn được. Được, còn đọc chưa? Cái máy gì trời? Tiếng Anh không mà bắn ra. Con ơi. Sao chạy nước tụi con kìa. Ủa sao kìa? Xả. Đúng rồi, xả nè. Xả nó mới xảy. Hết xả. Xả điên giật hết rồi. Cái gì vậy? Sao cái máy nó lắc như mẹ. Có yêu quái này vậy? Mày quay ghê vậy mẹ. Lên ngồi nó im chứ vậy. Đứng phục. Nói gì vậy? Ai đã sợ điện giật quá. Làm gì? Chi vậy? Trời ơi, trời ơi. Hư. Trời ơi má làm gì chạy như mới cài trời. Nó muốn hư rồi. Muốn hư bà dặn nó hư luôn á. Tối quận 2 giờ đêm nó kêu. Con này đứng cù hoài. Nó không chạy. Trời ơi. Nó nổ mà. Nó hành động quá. Dạ. Trời ơi. Người ta sửa máy mà đứng cù hoài. Đánh gì vậy? Đi mua cái thao đó. Nó càng nhai càng mạnh. Dạ đi mẹ, đi mua cái thao đi mẹ. Dẫn này nguy hiểm quá. Trời ơi. Thôi không đợi. Ông đè nằm lên đó, nó hư cái ba nó không lắc được, nó hư đó. Đó, đó thấy chưa? Dạ. Xong rồi. Dạ. Đè lên nó. Sao? Cái gì sấy gì nhanh vậy? Hết xăng. Hết xăng. Nó xài điện mổ hết xăng. Cái gì nó giật kia vậy? Rồi kêu người ta sửa vậy. Em biết. Kêu nó chớ giật nữa. Nó còn quay rồi mẹ. Nước nó chảy hoài à. Chưa khô á. Trời. Nè, nó bài cái quạt mặt bây giờ giống cái quạt trần đi học hồi xưa. Nè, mày ghê hả? Con báo cục quạt à. Thử mẹ. Ôi, mua bóng mua cái thao giặt tay mẹ rồi cho máy gì giặt gì ghê vậy. Giặt tay rồi ai giặt thì được. Đang xấy đồ quá hả? Xấy đồ. Đang siêu gà cái đồ quần áo nát luôn rồi. Làm như bị bệnh sốt rét à. Rung. Ôi, cái sốt rét hả? Xe này là vô cao tốc chạy nè. Có mấy bộ đồ ở kia gì vậy?
Trời cái súng AK bắn vậy. Tại nó vô đường tà lai chứ. Thua luôn. Vậy là nó hư như vậy, nó sấy như vậy mình cũng chịu. Mình kêu thợ sửa gì mẹ. Cái này bấm lại cho nó hết độ. Hết độ rung rồi. Cho nó rung chứ hả? Bấm này nó tăng rung độ nào rung. Này xe lậu hay gì nè, chạy mà bà có bấm lộn độ chế độ rung không? Rung là gì có chế độ rung. Sao nó rung? Sao nó rung dữ hả? Máy nó hoạt động nó rung chứ. Ta máy ta chạy em ghe à bà ơi. Rồi rồi. Rồi à. Rồi chút lấy ra kêu ông gì, ông thợ sửa điện đi. Ông coi đường gì. Rồi. Nó sang. Mở ra là nó hết quay rồi. Ờ, trời thôi bưng vô giùm con cái đi. Coi đồ khô không? Khô gì nước chảy đùng đùng lên kìa, khô gì? Ôi khô queo luôn nè. Chắc. Thôi nước còn nguyên mà bưng vô đi. Dẹp. Không sai được. Còn sai được không có chừng. Để mai kêu ông thợ ông tẩy chai đó ba khi. Tẩy chai đó. Ông dở ra ông sửa. Vệ sinh, vệ sinh nhưng phải tẩy chai. Rồi lên trên đây, trời ơi. Ôi nó quay nữa kìa. Ủa sao tiền quay hoài á? Ai biết. Gì hả? Ổ điện nó giật. Điện gì vậy? Nó chạy quá, ổ điện cho nó thùng. Ủa sao máy xúc bóp quá mẹ. Cái trà cà phê. Sao nó quay già hoài hả? Ủa tôi hỏi ai, bởi cho nó khùng mà không chịu. Để dưới đi, để dưới trên được á. Có cái máy nó khùng lắm tôi không tin. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa sao kỳ á, đỡ nắp rồi mà. Ủa nãy nó tắt rồi mà sao mà kia rồi. Nó giặt dữ lắm, giặt lắm, nó thanh cái này. Tôi không cùng cái gì. Kỳ vậy, cảm ứng nhân tay gì á. Ông đụng vô nó mới hết. Có hết rồi nè. Nghĩ nó có... Rồi hơi nghĩ ra nó rút liền kìa. Hả? Nhìn háo cử à. Ồ, ướt nhẹp luôn. Đắt cả nước luôn. Bơi đi kìa. Tự nhiên cái nguồn ta mới giặt. Cái giờ giặt nó dĩ nó lưỡi câu đây trời. Rồi. Rồi. Trâu cá cái lưỡi câu dính quần luôn. Tôi đang quan đây. Tôi kỳ á. Kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà cảm thấy hay cho em xin một like và một lượt đăng ký để em có động lực để ra những cái video tiếp theo cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ bye bye.